Còn VGI thì chắc là cũng là câu chuyện mà anh em Trứng Cháo nói rất nhiều trong thời gian vừa rồi, là không hiểu sao như anh Tuấn Anh bảo đấy, không hiểu sao nó tăng thì nó cứ tăng, nhưng tóm lại là còn trend thì còn tăng, bao giờ hết trend thì mình đi ra đúng không anh? Nghĩa là Đúng. hai má để nói Thực ra thì nói như vậy thì nhân tiện thì cũng giải thích cùng Hưng, tức là nói là mọi người nhìn thấy VGI nhưng thực ra là Vinfast phải nói là cũng rất là đen, tức là cái đoạn mà có những mã khác thực ra là bắt trượt mấy lần, thì thực ra là cái form VGI này chúng tôi rất là thích. Ý mà nói rằng là cùng cái form này, cùng cái form giống giống nhau như này, có một loạt các mã khác, hai ba mã khác của Vinfast bắt trượt. Có con thì bắt trượt không ví mua bởi vì nó giật trần mất, có con thì bắt dụ. vào thì nó không lên đấy, và kết quả cuối cùng là chúng ta có một cái con như con VGI này. Để muốn nói để mọi người hình dung rằng là thực ra những cái người mà mới, những người beginner, những người mới mà người ta không biết chơi ấy, thì người ta sẽ tưởng rằng là như kiểu là anh biết trước được cái mã nào ấy, Hưng hiểu, tức là họ biết trước mã nào, nhưng thực Đúng ra rồi. ấy, thì Vinpeak mua theo kiểu mua một lúc một loạt các cái mã cùng form như này. Sau đó thì mọi người hình dung rằng là nếu mà diện tiền nó không phù hợp thì chúng tôi thoát, còn những cái mã mà phù hợp chúng tôi giữ, nên thành ra chúng tôi giữ được những mã như này đấy. Giải thích như thế thì mọi người hiểu kỹ hơn về câu chuyện đấy. Thì Rất chắc nhiều người là mới là nghĩ xu rằng là kiểu mình đoán được luôn, không có đoán được đâu, không đoán được đâu. hướng. Chắc là xin vài giây cho quảng cáo anh Tuấn Anh nhỉ, cũng là để hoàn thành chỉ tiêu mà ban lãnh đạo Finbit giao này. Nếu mà anh em tin tưởng vào cái triết lý đầu tư của anh Tuấn Anh, cũng như là hướng đến cái việc là bình an, và như anh Tuấn Anh nói là cái việc đầu tư thì nó phải tuần tự và nó phải liên tục, nghĩa là có giống như anh Tuấn Anh bảo là có rất nhiều form như VGI, nhưng mà có những mã bắt trượt, nhưng mà như VGI là một cái ví dụ để cho anh em thấy là nếu mà kiên trì và làm theo phương pháp thì sẽ có lợi nhuận Chính khá là xác luôn, tốt. kiên trì làm theo Thì phương pháp anh thôi. em hãy follow thêm kênh của Finfit cũng như là tham gia cộng đồng trên Discord ở trong link YouTube này, và nếu mà anh em có điều kiện và ủng hộ anh Tuấn Anh hơn thì có thể tham gia những cái nhóm tư vấn chuyên sâu FinPro đó, thì anh em có thể tham gia cái nhóm Discord thì các bạn ở đấy sẽ tư vấn cho mọi người để có thêm những cái khuyến nghị nó an toàn và hợp lý.